F0 cộng đồng ở miền Trung cao kỷ lục, tập trung tầm soát diện rộng. Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 địa phương trên cả nước. F0 tăng liên tục, yên bái siết chặt quy định phòng chống dịch. Nhiều trẻ em ở Nam Phi nhập viện từ khi Omicron xuất hiện nhưng bệnh nhẹ. Biến thể Omicron đã lai với virus cảm lạnh. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Trong 24 giờ qua, các tỉnh miền Trung và miền Tây ghi nhận số ca nhiễm mới trong cộng đồng tăng vọt. Thừa Thiên Huế có số ca mắc cao kỷ lục, ghi nhận 339 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tại khu cách ly tập trung có 10 ca, khu phong tỏa 6 ca, giám sát y tế từ vùng dịch về 2 ca, giám sát y tế tại nhà 1 ca, tại chốt kiểm soát 1 ca. F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 107 ca và tại cộng đồng là 212 ca. Tính đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 4.077 F0, đang điều trị 1.491 ca, điều trị khỏi 2.577 ca và 9 ca qua đời. Tại Thanh Hóa, thêm 103 ca dương tính, 74 trường hợp phát sinh trong tỉnh, 29 trường hợp về từ các tỉnh, thành phố khác. Tại Nghệ An, ghi nhận 77 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các ca cộng đồng được phát hiện tại xã Thái Hòa, thành phố Vinh, huyện Quỳnh Lưu tại Hà Tĩnh ghi nhận 21 ca mắc mới, trong đó có 2 ca trong khu vực phong tỏa, các trường hợp còn lại đã được cách ly. Tại Quảng Bình thêm 13 ca trong cộng đồng. Quảng Bình phát hiện 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 13 ca trong cộng đồng. Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 18 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện. Tại Quảng Trị ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó phát hiện qua giám sát cộng đồng 11 trường hợp, giám sát y tế 2 trường hợp, trong khu cách ly tập trung 10 trường hợp và cách ly tại nhà 9 trường hợp. Cần Thơ vượt mốc 30.000 ca Covid-19, nhiều tỉnh miền Tây F0 tăng nhanh. Cần Thơ ghi nhận 1.174 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong đó 24 ca sàng lọc cộng đồng, 260 xét nghiệm tại cơ sở y tế, 28 ca trong khu cách ly, 71 ca trong khu phong tỏa và 791 ca cách ly tại nhà. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 30.794 ca, đã điều trị khỏi 11.197 người. Trong ngày, địa phương này có 12 ca qua đời, nâng tổng số ca qua đời lên 235. Hiện có 12.245 F0 đang cách ly điều trị tại nhà. Tại Sóc Trăng có 781 ca mắc Covid-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc có 469 ca cộng đồng. Số ca cộng dồn là 21.046, đã điều trị khỏi 13.654, trong ngày có 6 ca qua đời, nâng tổng số lên 122 ca. Bến Tre ghi nhận 716 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 709 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 10.065, ca điều trị khỏi là 4.541. Số ca qua đời cộng dồn là 70. Đồng Tháp ghi nhận 624 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 197 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 24.530 ca, đã điều trị khỏi 16.905 ca. Trong ngày qua đời 5 ca, nâng tổng số ca qua đời lên 299 ca. Vĩnh Long ghi nhận 552 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 299 ca cộng đồng. Trong ngày thêm 5 ca qua đời, nâng tổng số lên 105 ca. Bạc Liêu có 565 ca có kết quả PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 262 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 15.772 ca, đã điều trị khỏi 9.988 ca, số ca qua đời trong ngày là 3 ca, nâng tổng số ca qua đời lên 135 trường hợp. Tại An Giang ghi nhận 350 F0, điều trị khỏi 291 trường hợp. Tại Kiên Giang phát hiện 394 F0, trong đó có 163 ca cộng đồng. Trà Vinh phát hiện 301 F0 mới, trong đó có 197 ca cộng đồng. Tiền Giang có 209 ca F0, trong đó có 30 ca cộng đồng, 179 ca trong khu cách ly. Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Đồng thời, Liên Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng đã có hướng dẫn phương án xử lý khi có F0 trong trường học. Đến nay đã có trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng Thanh Xuân, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh, trường Marie Curie thông báo lùi lịch trở lại trường. Tại Hải Dương từ ngày 6 tháng 12, học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn học trực tiếp một buổi một ngày, không ăn bán chú tại trường. Bậc mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Tại Thừa Thiên Huế, theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trước ngày 15 tháng 12, các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ thí điểm dạy học trực tiếp. Theo Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, hơn 98% học sinh ở độ tuổi 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Một số trường hợp đặc biệt chưa thể tiêm, trong thời gian tới, sở sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tổ chức giả soát và tiêm cho các em, đảm bảo 100% học sinh được tiêm chủng. Tại Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tham mưu cho các học sinh trung học giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp tại trường khi địa phương được xác định là cấp độ 1, 2 và học sinh đã được tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19. Qua khảo sát mức độ sẵn sàng của cha mẹ, đa số các bậc phụ huynh đều đồng ý, mốc dự kiến vào đầu năm 2022. Cụ thể, tuần lễ đầu, học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp, vừa học trực tuyến. Tuần 2, nếu dịch bệnh tiếp tục ổn thì tuần 2 học sinh tiểu học lớp 1, lớp 5 và toàn bộ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ đến trường, vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến với tỷ lệ phù hợp. Đến tuần thứ 3 dịch tiếp tục ổn định thì học sinh các cấp đi học trực tiếp tại trường, duy trì hai hình thức học song song. Trẻ mầm non đầu tuần cho lớp lá đến trường từ tuần thứ 2 trở đi dịch ổn định cho trẻ các lớp nhỏ hơn đến trường. Tại Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ có công văn 3052 UBND VP về phương án tổ chức dạy học cho các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Theo đó, các em trong độ tuổi mầm non công lập và ngoài công lập trở lại trường học bình thường từ ngày 6 tháng 12. Đối với cấp tiểu học, tiếp tục thực hiện dạy học trực tiếp một buổi một ngày, không tổ chức bán chú. Đối với cấp trung học cơ sở, tiếp tục thực hiện dạy học trực tiếp Tại Thanh Hóa ở huyện Vĩnh Lộc có 19 học sinh trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc, hai học sinh trường học cơ sở Vĩnh Phúc và bốn trường hợp người nhà học sinh mắc Covid-19. Hiện huyện Vĩnh Lộc đã cho hai học sinh trường học nêu trên có F0 tạm thời nghỉ học, phong tỏa diện hẹp tại các khu dân cư có F0, đồng thời tập trung lực lượng khẩn trương truy vết, cách ly lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cho biết, trong ngày 4 tháng 12, Yên Bái ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca F0 lên 135 ca từ ngày 27 tháng 11 đến nay. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Yên Bái yêu cầu toàn bộ người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khai báo y tế khi di chuyển từ các tỉnh đang có dịch ngoài cộng đồng về địa bàn và các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Tỉnh Yên Bái đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế tụ tập ăn uống, liên hoan, đám cưới, đám hỏi tổ chức với quy mô phù hợp, hạn chế khách mời từ các tỉnh đang có dịch ngoài cộng đồng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Quan chức y tế Nam Phi cho rằng số ca trẻ em nhiễm Covid-19 nhập viện tại nước này tăng cao sau sự xuất hiện của biến thể Omicron nhưng không nên gây hoảng loạn vì chủ yếu là triệu chứng nhẹ. Vào hồi tháng 11, nhiều trẻ nhỏ nhập viện vì nhiễm Covid-19 tại vùng đô thị Wani nằm trong tỉnh Gauteng đã gây lo ngại về nguy cơ của biến thể Omicron đối với trẻ em. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nam Phi đến nay chưa xác nhận mối liên kết nào và lưu ý có thể còn có những yếu tố khác. Trong số 1.511 bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại tỉnh thì có 113 trẻ em dưới 9 tuổi, tỷ lệ nhiều hơn so với các làn sóng lây nhiễm trước. Do Nam Phi chỉ giải trình tự gen của một số ít mẫu xét nghiệm COVID-19 dương tính, nên các quan chức chưa thể biết bệnh nhi đã bị nhiễm biến thể nào. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm biến thể Omicron có gây ra bệnh nặng hay nhẹ và liệu biến thể này có kháng vaccine hay không. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Theo các nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ, biến thể Omicron của COVID-19 có vẻ đã lai với một loại virus phổ biến khác, khiến chúng trở nên khó nắm bắt và dễ lây lan hơn, nhưng đồng thời cũng gây ra triệu chứng nhẹ hơn. Chuyên gia cấp cao của công ty phân tích dữ liệu y tế Cambridge của Mỹ phát hiện biến thể Omicron mang ít nhất một đột biến lai từ virus khác, có thể là virus gây cảm lạnh thông thường. Đột biến này của Omicron chưa từng xuất hiện ở bất cứ biến thể nào của COVID, nhưng lại phổ biến ở các loại virus gây cảm lạnh thông thường ở người. Đột biến này thậm chí còn có trong bộ gen của con người. Đột biến này Omicron có thể trở nên giống con người hơn và né được sự tấn công của hệ thống miễn dịch trong cơ thể người. Việc mang đột biến này khiến cho biến thể Omicron dễ lây lan hơn nhưng chỉ gây ra triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng ở người mắc. Có thể sẽ mất vài tuần nữa để các nhà nghiên cứu tìm hiểu tường tận về Omicron. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.